trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chú Tám. Cái gì? Sao mà chưa rảnh rồi chú Tám không vô nhà ngồi ra ngoài đường chi vậy trời? Tao rảnh tao làm chuyện bao đồng vậy được không? Rảnh dữ thiệt. Thằng vô duyên. Ủa, anh Tám đang giá đường hả? Đường hư quá tôi chịu không nổi chị ơi. Kệ đi, chi cho nó cực vẫn biết nữa. Trời ơi, có gì đâu cực chị ơi, ba cái đồ quỷ này có gì đâu cực. Rảnh á thì qua quán em chơi, có nhiều chuyện vui lắm. Vậy hả, bữa nào tôi rảnh tôi ghé ha. Ủa, nhưng mà ba cái đất đá này anh mua luôn á hả? Thì tôi mua chứ ai. Trời ơi, công nhận á, bỏ công bỏ của luôn. Giờ mới thấy á nha. Thấy gì? Đại gia ngầm mà không biết ta. Đại gia ta làm chuyện lớn, chứ ai mà rảnh đi làm ba cái chuyện giá đường tầm bậy bạ này. Thôi được rồi, em đi chợ nha. Dạ. Mà rảnh đi qua quán em nha. Nhớ nha. Vậy nha. Bữa nào rảnh thì tôi ghé ha. Dạ. Chú Tám làm gì vậy? Thì làm đường cho làm gì con? Trời ơi, cái xẻo lá mình 100.000 ổ gà chú giá sao hết? Thì kệ nó con ơi, làm được nhiêu hay bấy nhiêu. Mày rảnh phụ giờ tao tay coi quá trời lỗ luôn kìa. Giờ con mắc chở khách đi bệnh viện rồi. Đợi đi, đợi con chở khách xong con hoành về con phụ chú. Ha. Thôi vậy đi đi con. Dạ dạ, đi xíu hoành lại phụ cho nghe. Xíu về phụ cho.